Google và Siri ai thông minh hơn? Theo Vietnamnet, các nhà nghiên cứu phát hiện trợ lý ảo thông minh của Google đạt được chỉ số thông minh cao hơn đối thủ Siri của Apple. Các nhà nghiên cứu phát hiện trợ lý ảo thông minh của Google đạt được chỉ số thông minh cao hơn đối thủ Siri của Apple. Ai là Hoa hậu Thế giới năm 2021? Theo Wikipedia, Hoa hậu Thế giới 2021 là cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 70 được tổ chức tại San Juan, Puerto Rico vào ngày 16 tháng 3 năm 2022. Thời tiết hôm nay. Dự báo thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh vào hôm nay là có dông và nhiệt độ là 32 độ. Quán ăn gần nhà tôi nhất. Đây là các địa điểm niêm yết dành cho quán ăn gần nhà tôi trong phạm vi 550m. ATM gần nhà tôi nhất. Đây là các địa điểm niêm yết dành cho ATM gần nhà tôi nhất trong phạm vi 500m. Tìm đường đến sân bay Tân Sơn Nhất. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cách vị trí của bạn 22 phút đi bằng ô tô khi mật độ giao thông cao. Dưới đây là chỉ đường của bạn. Mở YouTube. Mở FPT Play. Previously on SWAT. Han was a good guy, but everyone knows that his promotion was affirmative action nonsense. Why are you recording them? The racist sin. That's what we're gonna do about it. I'm not going to hate, it's just my work in theirs. The Board of Rights reached a decision regarding Lee Durham's punishment. He will not be fired from the LAPD. Maybe we got one last card we can play. You're talking about going to the press. Do you see any other option? What you were talking about is career suicide. There's gonna be an article in the LA Times coming up tomorrow. They'll be printing my name as the source. Mayor's gonna have your head for this. I know. I met with the chief. You're being demoted from 20 squad leader. They want to force me to quit so they can keep their hands clean. I ain't gonna lie, I did not say that. Do you want to take some time to decide what you want to do?